Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh một gia đình gồm 4 thành viên nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào? Mình sẽ lấy màu đen để tô phần tóc. Mình sẽ lấy màu xanh lá biển để tô ảo cho bạn này. Mình sẽ lấy màu da để tô khuôn mặt.